Và từ cái bệnh đó dẫn đến một cái bệnh mới nữa là bệnh quấy rối lạc thần. Đây, đúng rồi. À, bệnh quấy rối lạc thần nhá lấy điện thoại, bố với nhau điện thoại xong, nghe điện thoại được nghe thấy tắt. À, thậm chí còn nhá lấy thầy cô nữa, nhưng mà thầy thì thiết nghĩ. Nhưng mà cô biết cái thầy cô khác là nhưng mà thầy đã nghe chuyện với thầy cô khác là các trường thì đi giảng bị nhá lấy cái alo tắt hề hề cười. Tự nhiên thỏa mãn mình nó gọi là mình quấy rối lạc thần. Nhưng mà cao hơn quấy rối lạc thần nè, bạn mình đi học á, nhất là những bạn nữ mà dễ thương một chút á, mình ngồi đằng sau thì xin lỗi, mình ngồi đằng sau cái tự nhiên lấy cái bút viết lên đó I love you ok. Trời ơi, rồi viết lên áo họ đã không được rồi, rồi viết lên áo họ đã không được rồi, mà độ tuổi này chỉ cần tình bạn mà thôi, không cần tình cảm hơn cũng bạn đã sự như mối đá sau đó đằng sau. Nhưng mà trong thực hành xã hội chuyện đó là tối tối thú vị, kể cả viết lên bàn được không, quấy rối lạc thần vậy á, bàn họ đang đẹp đẽ như vậy thì mình viết lên bàn người ta tạm gọi là quấy rối lạc thần. Nhưng mà đây nó ghê gớm hơn nè, tức giận đứa nào đó bắt đầu 11-12 giờ chưa ngủ đó, lấy điện thoại bàn mà đổ chung đen một cái ngủ giờ ai vậy tất cả quấy rối lạc thần có không? Có như vậy là mình chỉ cười thôi mà có quen đi, có quen thì cũng biết cuối tháng này thầy sẽ giới thiệu cung cấp của trung tâm thầy là 28 ngày hãy tỏa sáng cùng chúng tôi, đó là 28 ngày để thay đổi một thói quen, muốn đem về một thói quen phải cần 28 ngày.